Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan đã tiến hành kiểm tra khu căn cứ chiến đấu mô phỏng và quá trình tập luyện nội dung thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021. Tại thao trường Đồng Nghệ Hòa Khương Hòa Vang, sau khi tham quan khu vực thực binh bắn đạn thật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng khu căn cứ chiến đấu mô phỏng. Cụ thể là kiểm tra khu vực trung tâm, khu sa bàn, sở chỉ huy, phòng họp trung tâm của sở ban ngành trong diễn tập. Tiến độ xây dựng đã đạt khoảng 95% theo kế hoạch. Hiện nay các lực lượng đang gấp rút hoàn thành chuẩn bị nơi ăn ở cho gần 500 cán bộ ban chỉ đạo diễn tập quân khu và khung tập thành phố. Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ các đơn vị, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ra soát nhiệm vụ, kiểm tra độ an toàn các công trình đã bố trí, đặc biệt là hệ thống điện và giao thông hào. Tiếp tục chuẩn bị các văn kiện, kịch bản của thành viên khu tập, hoàn thành mọi công tác để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố diễn ra an toàn và đạt chất lượng.